Xin kính gửi lời thành thật cảm ơn đến quý vị, nhất là dân biểu Janet Nguyễn và các cộng sự. Bác sĩ Quách Nhất Trí, bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân và nhóm hậu vệ quân lực Việt Nam Cộng Hòa cùng các hội đoàn đã bỏ nhiều công sức và thời gian quý báu của quý vị để lo thủ tục đặt tên đường cho mẹ chúng tôi. Kính thưa quý vị, khi mẹ chúng tôi còn sống, mỗi lần ai đó khen ngợi công việc lợi ích mà mẹ chúng tôi đã làm, bà luôn luôn nói rằng kết quả đó không phải do một mình bà mà có được. Kết quả đó do nhiều người, mỗi người một việc, mỗi người một tay, cùng nhau chung sức lo cho thương phế binh và quả phụ tại quê nhà. Mẹ chúng tôi không bao giờ nhận những lời khen ngợi cho riêng cá nhân của bà cả. Mẹ chúng tôi thường nói rằng, nếu không có các cô chú trong hội cứu trợ thương phế binh, nếu không có trung tâm Asia, đài truyền hình SPTN, cùng các cá nhân lớn như là anh Trúc Hồ, anh Nam Lộc, anh Việt Dũng, cùng các hội đoàn, đoàn thể, và nhất là sự đóng góp của các quý vị đồng hương trên khắp thế giới, thì một mình mẹ chúng tôi đã không làm được công việc lớn lao như vậy. Hôm nay, cũng theo tinh thần của mẹ chúng tôi, xin quý vị, mỗi khi đi ngang qua xa lộ 405, nhìn thấy bảng tên đường mang tên Nguyễn Thị Hằng Nhơn, xin quý vị đừng có nhìn thấy một mình mẹ chúng tôi, mà xin quý vị hãy cùng nhìn thấy trong đó có chứa tấm lòng thương yêu và đoàn kết của toàn thể cộng đồng hải ngoại đang hướng về các cô chú thương phế binh và quả phụ tại quê nhà mà mẹ chúng tôi chỉ là người đại diện thôi. Được như vậy, mẹ chúng tôi có lẽ cũng đang hiện diện nơi đây với chúng ta. Bà sẽ cảm thấy rất vui và rất hạnh phúc, phải không mẹ? Gia đình chúng tôi cũng xin gửi lời chân thành tri ân đến các chú thương phế binh đang còn hay là đã mất. Xin các chú nhận nơi đây tấm lòng thương yêu của mẹ chúng tôi và của gia đình chúng tôi gửi đến các chú. Kính thưa quý vị, nếu gia đình chúng tôi có gì sơ suất, xin quý vị vì tình thương đối với mẹ chúng tôi mà tha thứ cho chúng tôi. Một lần nữa, tất cả gia đình chúng tôi xin hết lòng cảm ơn tất cả quý vị. Tôi xin cảm ơn cô Lý Ngọc Trâm và toàn thể gia đình của cố trung tá Nguyễn Thị Hằng Nhơn. Kính thưa quý vị, sau đây là phần cảm ơn của ban tổ chức. Chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị ông Nguyễn Long, chủ tịch phó nội vụ của cộng đồng